Hey, xin chào các bạn thân mến, thì tiếp tục chương trình khám phá ẩm thực ở Sa Đéc. Thì hôm nay Sa Đéc TV xin giới thiệu đến các bạn một điểm đến ẩm thực nữa, đó là điểm bán bánh canh bột sắt ha. Cái điểm bán bánh canh này thì nằm ở trên đường Nguyễn Tất Thành nha các bạn, ở ngay cái đèn xanh đèn đỏ giao với đường Trần Phú ha, thuộc địa bàn phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha. Sau đây thì mời các bạn cùng vào khám phá cái món ăn này nha. Đây các bạn, cái quán này thì cô không có để tên nha, như thế là bánh canh bột gạo cắt 18k một tô ha. Ở đây bánh canh ngay đường từ đèn xanh đèn đỏ đường Thống Nhất. Dạ. Kiếm bánh canh thì nó kiếm ngay đèn xanh đèn đỏ. Cô bán ở đây mười mấy năm rồi cô? Không có, còn 5 năm, 6 năm rồi. 5, 6 năm rồi ha. À. Đây là cái bánh canh các bạn. Cô ơi, ở đây con thấy nó có cái màu vàng đó, là mình để cái gì cho cô? Là gạch của tôm. Gạch tôm. Không, gạch ở đây bán hoàn toàn là không có gia vị phẩm màu gì hết trơn. Còn cái bột này là mình mua ngoài chợ hay là tự mình sắt làm cô? Không, mua bột ngoài chợ chứ, mua bột trong lò chứ. Nhưng mà con hỏi thường đó là hiện nay ở ngoài chợ họ có bán những cái loại là bột sắt hỏi sẵn đó, còn cô thì cô có lấy bột đó không? Không. Từ đó giờ tuyệt đối là không có mua, tự nhà làm không à. Tức là cô mua bột khô về cô nhồi ra đúng không? Đúng rồi. Nhồi xong cô cắt từ miếng vậy đó hả? Ngồi xong rồi mình do từng miếng rồi mình cán nó ra. Dạ. Cán mỏng nó ra rồi mình mới sắp đôi, hai miếng cái mình cắt. Dạ. Ở đây thì nguyên liệu bán thì con thấy nếu mình bán được một tô mình để cái gì chẳng hết cô? Tôm với thịt giò viên, nước dừa, rồi tiêu ngò vậy thôi. Tức là thịt giò viên, thịt bằm. Thịt giò viên với bằm. Còn tép. Tôm này tôm. Là tôm bự à, cô mua về được. Cái miếng ra cái này là mình cháy hay mình làm cái gì? Mình cháy chứ. Con thấy cháy rồi mình nêm cho nếm cho vừa ăn đấy ha. Đúng rồi. Ở đây nó có nước cốt dừa nữa hả? Nước cốt dừa. Dạ. Tại vì dân miền Nam ăn béo đó, nước cốt dừa. Dạ. Ở đây ăn chả một tô là thường là cô bán giá bao nhiêu? Đúng giá là cô bán 18.000. Dạ. 18.000 nhưng mà khách vô ăn thì bán 20. Dạ. Tại khách quen nhiều lắm đó. Dạ. Khách quen ăn 20 không à. 20 nhiều hơn 18 chút nha. Đúng rồi. Dạ. Ở đây thường mấy giờ cô bắt đầu cô bán? 6:10 là cô ra bánh bán rồi. Nhưng mà cô bán là thường cô bán tới mấy giờ nghỉ? Bán 7-8 giờ là hết rồi. Một ngày cô chuẩn bị khoảng bao nhiêu phần để bán? Cô hả, bán 50-60 phần vậy đó. Cô bán con buổi sáng với buổi chiều mình không bán? Buổi sáng buổi chiều cô làm bột cho cô không bán hả? Ở đây cô thấy ngoài cái này là cái bánh gì hả cô? Bánh bột lọc quế nè, đây nè. Đó vậy đó. Đây là cô bán chục hả? Chục, cô bán chục cái là 30.000. Chục cái là 30.000. Dạ. Dạ, chan nước mắm vô ha. Ăn nước mắm. Rồi cô làm cho chú đó kìa. Một phần là ca đó đấy ha. Là 18. 18 là ca đó. Tôm, nước cốt dừa. Nước cốt dừa đó là nước cốt nguyên chất hả cô? Có thắng không? Tức là chưa thắng nha, nước cốt nguyên chất vậy mình chan vô thôi. Ép nguyên chất là ép cô.
nghĩa là cô bán đây cũng không pha chế đường nhiều nữa. Quán của cô này thì bán khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ là xong nha các bạn. Chủ yếu là bán mang về nhiều ha. Ở đây thì cũng có một cái bàn để phục vụ khách ăn tại chỗ ha. Đa số là cô bán mang về. Sa đéc thì bánh canh bột sắt như này thì ít chỗ bán các bạn. Nhưng mà đa số thì người ta sẽ mua sẵn bột sắt đấy. Còn riêng ở chỗ cô này thì cô tự cô nhồi bột và cô sắt luôn ha. Mà mình làm về mấy giờ mình bắt đầu mình nấu? 4 giờ. 4 giờ là bắt đầu nấu hả? Ừ. Rồi nấu là tới mấy giờ là xong? Nấu tới 5 giờ rưỡi, 6 giờ mới xong. 5 rưỡi, 6 giờ là xong hả? Là bắt đầu bán. Bán luôn đó. Bán luôn đó. Là bữa nay ngày 14 bán cũng hơi chậm. Dạ, tức là ngày chậm. Bình thường là bán 7 giờ mấy, 8 giờ kém là hết rồi. À, chủ yếu là cô bán mang về hay là? Mang về cũng có, nhưng mà khách quen nhiều cũng có. Yeah. Đây các bạn ơi, đây là tô bánh canh bột lọc ha. Bánh canh này là bột sắt do cô chủ quán tự tay nhồi luôn nha. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Tô này là 20 cành đó các bạn. Kế bên đây là dĩa bánh bột bột quế ha, đây là cô tặng kèm cho mình nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món bánh canh ở đây xem coi cái hương vị như thế nào nha, mình sẽ cho các bạn biết cái cảm nhận nha. Rồi bây giờ mình thưởng thức nha các bạn. Dạ con ở kênh Sa Đéc của TV á. Cô vô YouTube Sa Đéc TV cũng mở lên nha. Nè các bạn. Chung là ở Sa Đéc thì cũng rất là ít quán bán bánh canh bột sắt nha. Cho nên là mình cũng giới thiệu với các bạn cái điểm đến này để các bạn thưởng thức nha. Đây đặc biệt cái là bánh canh này là bánh canh nước cốt dừa nha các bạn. Có nước cốt dừa. Rất là béo luôn. Con nêm cũng rất là đậm đà nha các bạn. Cái bánh canh này nè, nó ngon hay không á là một phần đó là nêm nếm nha các bạn, và một phần á là cái bột nhồi bột, tức là nhồi bột nó, cái bột nó có bị bở hay không, hoặc là nó có dai quá hay không, hoặc là nó có dường hay không, là một phần là cũng do cái cách nhồi bột nha các bạn. Và bột này là bà cô này tự cổ nhồi rồi cô cắt ra từng miếng luôn nha. Và hiện tại thì ở ngoài chợ đó, các loại bánh canh bột sắt như thế này thì người ta có sắt sẵn và người ta bán. Cái đó về thì mình có thể chế biến được, nhưng mà ở quán này thì đặc biệt cái là bánh canh tự làm cho nên cũng rất là đặc biệt ha. Đây là tôm nè các bạn, những cái cục tôm. Và thịt bằm ha. Nhưng mà con nem khá là vừa ăn nha các bạn. Khá vừa ăn á. Bánh canh bột sắt á, thường thì một số nơi á thì bán canh bột sắt canh cua. Hôm trước thì mình có review ở một cái quán
thì bán cũng bánh canh bột sắt, nhưng mà dạng bánh canh cua, tức là không có để nước cốt dừa. Riêng quán này thì có nước cốt dừa cho nên ăn rất là béo. À, những ai mà thích ăn bánh canh nước cốt dừa thì có thể ghé đây ha, rất là béo. Rất là lâu rồi mình chưa có ăn lại cái món này nha các bạn. Hồi xưa thì ở quê á, cái món bánh canh này thì thường là ở nhà mình tự mình làm không ạ, tức là mua bột về rồi tự nhồi xong rồi thì mình nắn vào cái chai, cắt ra từng miếng. Ở quê hồi xưa là làm gì đó các bạn. Còn bây giờ thì ở ngoài chợ thì người ta có bán sẵn cái loại bột cắt như thế người ta, cho nên là bây giờ chúng ta cũng ít thấy được cái cảnh là nấu bánh canh từ cắt bột. Thì cô làm cái này thường từ khuya cô làm rồi, cho nên là mình cũng không quay được cái cảnh mà cô đang chế biến là cắt bột như nồi cho các bạn xem ha. Nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng đây là những cái miếng bánh canh được cắt cắt bằng dao, tức là những cái miếng không có đồng đều nhau. Và ăn thì mình cảm nhận được là bột thì cô nhồi cũng khá là vừa và nêm cũng khá vừa ăn các bạn. Quán này cũng khá là dễ tìm thêm ở trên cái đường Nguyễn Tấn Thành đó, mà các bạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào các bạn gặp cái đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, nó giao với đường Trần Phú thì nó ngay ngay đèn xanh đèn đỏ. Quán này không để tên cho dân, nó chỉ để là bánh canh một cát thôi. Một ngày cô bán khoảng 50-60 tô nghỉ tức là hơn 7 giờ chút xíu là hết rồi đó, trễ lắm thì tới 8 giờ ha. Cho nên là các bạn muốn thưởng thức cái món này thì các bạn có thể ghé đây vào cái khung giờ này ha. Còn đây là cái bánh bột lọc quế nha các bạn. Cô thì gốc người Quế cho nên là cô có thêm cái món bánh này để cô bán nha. Thì cái này cũng làm từ bột, bột này là bột mì phảnh. Trong đó thì mình thấy cũng có nhân tôm thịt như nào, bây giờ mình sẽ thưởng thức xem như thế nào nha. Cái này thì cô có bán là 30.000 đồng một chục như thế này ha. Ăn với nó thì có một cái chén nước chấm rồi là nước mắm nha. Bột này khá là dai, ăn cũng rất là miệng nha các bạn. Thịt nạc với tôm ăn này mình tưởng tượng như là ăn bánh ít gì đó cả, như giống như bánh ít trần vậy. Không phải là bánh ít trần mà nó giống cái da thì nó giống bánh ít, nhưng mà trong này thì nó lại là tôm với thịt. Rất là miệng, rất là ngon. Và ăn với nước mắm, mà nước mắm này thì nước mắm cái dạng như nước mắm lạc các bạn. Thật là trang lên ăn được. Cũng rất là lạ miệng, rất là ngon các bạn. Rồi, hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn điểm đến này ha. Nếu các bạn có thích ăn cái món bánh canh bột sắt, đặc biệt là có nước cốt dừa, thì có thể ghé đây ha. Ở đây thì nước cốt dừa cô không có chan trực tiếp vô được nồi, cô có để riêng ở ngoài. Nếu mà ai ăn mà ăn được nước cốt dừa thì cô sẽ chan vào. Nhưng mà với mình thì mình thích bánh canh bột sắt có nước cốt dừa, rất là béo và cái hương vị nó rất là tuyệt vời, rất là ngon. Mình từ quán này con nghe cũng khá là vừa ăn nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu gợi ý các bạn những điểm đến ẩm thực ở Sa Đéc, từ những cái món bình dân cho đến những cái món mới, những cái món đã có từ lâu đời ở Sa Đéc, để các bạn có thêm cái bộ sưu tập ẩm thực ở Sa Đéc để các bạn có thể giới thiệu đến người thân, bạn bè khi có dịp đến Sa Đéc nha. Rồi các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất do Sa Đéc TV sản xuất nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.